Mạnh Dũng và Tô Thái Nguyên xin chào anh chị, quý vị và các bạn. Hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu tới anh chị và các bác, quý khách hàng, một con xe phân khúc hạng C, form dáng đẹp, số sàn đời cao, Kia Cerato 2017. Một chiếc xe mà đầy đủ option, trang thiết bị, đồ chơi, phụ kiện, la răng đúc, ABS, xi nhan gương, cảm biến lùi, tích hợp vô lăng, cruise control. Một con xe mà phân khúc hạng C đối với form này chạy rất là thích. Một chiếc Kia Cerato 1.6. Con xe này thì lốp dép đẹp cả dàn nhé. Con này thì không có điểm gì để chê anh chị và các bạn. Mình có thể mua về chạy gia đình, chạy công việc, chạy dịch vụ, xe hoa đều ổn. Xe thì em đã dọn dẹp, bắn tỉa, đánh bóng, sơn gầm chúng đi, chống thất đầy đủ hết rồi. Đấy, về chỉ sẵn đi thôi. Trước khi mua thì bàn giao cho anh chị và các bạn thì em sẽ cho đi thay dầu rồi. Đấy, toàn bộ dùng la răng. Đó, la răng, toàn bộ đồng đèn lốp đây. Tất cả những xe nhà em đều được sơn gầm chúng gì như thế này. Đó, con nào mà chủ trước có đã phủ gầm rồi thì em phủ lại một lần. Phát sinh thôi. Đấy, đây, đường ba bô lê này, tắt luôn con dao luôn. Đấy, nó rất nhiều đây, cái nốt này còn chưa bị kích. Đấy, còn chưa bị kích này, đường chỗ gần nốt còn chưa bị kích. Toàn bộ những cái mép mí cửa này phải đều này. Đó, keo chỉ zin. Đây, những chỗ này như này là sơn zin đấy. Sơn zin đấy. Rồi, đó, keo chỉ nhá. Keo chỉ zin hết luôn. Keo chỉ zin. Keo chỉ zin. Bản lề zin. Táp ly zin. Cột keo zin. Đấy, một con xe zin. Nội thất đây. Trần nỉ zin nguyên bản. Bọc ni lông. Một con xe mà độ zin và độ chất nó còn rất là nhiều. Lốp dép mới nhá. Lốp dép này về chạy, nếu mà chạy gia đình chắc phải chạy được mấy năm nữa. Đấy, và chỉ sẵn đi thôi. Khi mua một con xe mà về sẵn đi thì sẽ không phải thay chi phí sửa chữa gì nhiều. Đấy, khi anh chị và các bạn mua con xe nhé, nếu không để ý, kỹ càng chỉ chăm chú xem mỗi phần máy thôi. Vì khi về dọn nội thất, phần sơn là thứ nhất là phần sơn này, nó sẽ loanh quanh khoảng 4-5 triệu. Phần gầm bệ kém, rô tin trục, tất cả mọi thứ kém thay vài triệu nữa. Sau đó là đến nốt dép. Nốt dép nếu mà phân khúc hạng C nốt đắt lắm, 2 triệu mấy một quả. Con này thì làm chống ồn rồi nhá, làm chống ồn rồi. Thực ra thì để mà nói, nếu làm chống ồn này mà không kỹ, mà làm loang loang, làm cách nhật ra để hở phần tôn ra, nó sẽ rất là bẩn. Nhưng con này làm rất là kỹ này. Con này làm kỹ, con này làm tốt. Mặt là gì nhá, chưa hề động chạm chút cà lê nào vào cái bản lề này. Đó, bản lề này còn không có vết gõ luôn. Nếu anh chị có bạn để ý nhá, nếu xe động chạm vào phần đuôi này, nó cong cái bản lề này, nó sẽ có vết gõ. Nắng hàng còn tháo cái bản lề này ra. Tuy nhiên hết cái keo chỉ này nhá, những cái keo chỉ này đó, những cái keo zin thì thường nó sẽ có những cái hạt mụn như thế này. Còn nếu mà keo silicone, cái keo dính ấy, hoặc là chạy bằng bả mát tít thì cái keo nó rất là cứng, rất là cứng. Thứ nhất nó rất là cứng, hoặc là nếu mà chạy bằng cái keo dán thì nó lại rất là mềm, bấm nó sẽ thổi phóng tay. Còn nếu keo gì nó ấn, nó sẽ có cái độ vừa đủ cứng vừa đủ dai. Hoặc là chỉ cần nhìn thôi thì chỉ, nếu cái chỉ của nó sẽ là vòng cái xe chỉ sẽ giống nhau hết. Nếu dùng cái chỉ trước khác hoặc chỉ của một đoạn khác là sẽ phát hiện ra chỉ chạy không bao giờ sẽ Cerato này. Thì với form dáng thể thao hạng C, đầy đủ option là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thiết kế với form dáng thể thao, với cả từ những cái táp ly trở đi, những cái bản lề. Đó, dòng này thì 2017, 2016 đã có cửa gió điều hòa sau rồi. Đó, có hết đầy đủ cửa gió điều hòa sau rồi. Keo chỉ, cột keo đi, táp ly đây. Nhìn hết nha, tất cả những cái nút bấm này nét căng luôn. Đấy, bàn chân đây, bàn chân phanh, chân côn đây, không hề mòn một chút nào luôn.
cột kèo bản lề này. Một con xe đẹp hiện tại thì đang cửa hàng đang có hai con 216 và 217, hai con đều cực kỳ đẹp nhá. Cực kỳ đẹp. Anh chị và các bạn mua về chạy gia đình hay chạy. Đang đi. Này này. Một số rồi. Cerato này nó lên form mới, form dáng kiểu mới cũng rất là đẹp, và bắt đầu cũng lại chuyển sang K3 nó ngừng sản xuất một thời gian chuyển sang Cerato, bây giờ bắt đầu chuyển sang K3, nó vẫn là cùng phân khúc và kiểu dáng thiết kế cũng gần tương tự giống nhau. Đấy, ở đây gặp bạn đi rất tốt này, đi cực kỳ tốt, chạy cực bốc luôn nhá. Đấy, đi qua giữa giảm tốc này gần như là không nghe thấy tiếng gì luôn. Vậy thì nếu anh chị và các bạn đang có nhu cầu muốn tham khảo một Kia Cerato